Tấn Khoa và Diễm Loan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, số phát sóng ngày 30 tháng 7 năm 2024. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Kính thưa quý khán giả, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024, trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa trên tinh thần uống nước nhớ nguồn, tiếp nối truyền thống tốt đẹp, quyết tâm vững bước phát triển. Tất cả những thông tin ấy sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây, để mở đầu chương trình, xin mời quý khán giả cùng điểm lại những tin tức trong chuyên mục Theo dòng sự kiện. Sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng Thành phố đã tổ chức lễ công bố quyết định kiện toàn nhân sự Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Khánh, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã công bố các quyết định chỉ định đồng chí Võ Khắc Thái tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân chính Đảng thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung chúc mừng đồng chí Võ Khắc Thái nhận nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết tập thể, cùng chung tay hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ hiện nay. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Khắc Thái cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và bày tỏ sự quyết tâm sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kính thưa quý vị khán giả, lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn thuộc Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia NACC do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức đã được khai mạc vào chiều ngày 22 tháng 7 vừa qua. Đây là hoạt động thường niên góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia nói chung và giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Công đoàn Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp. Lớp tập huấn có sự tham gia của 15 cán bộ công đoàn Campuchia kéo dài trong một tuần, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 năm 2024, nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực cán bộ công đoàn trong tình hình mới. Cán bộ công đoàn Campuchia sẽ được tập huấn các chuyên đề về quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia bền vững lâu dài, nghị quyết đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam, nghị quyết đại hội lần thứ 12 Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028, các nhân tố ảnh hưởng động lực làm việc của cán bộ công đoàn, những hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động, chia sẻ kinh nghiệm công tác kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lớp tập huấn, các cán bộ công đoàn Campuchia sẽ được đi tham quan thực tế và làm việc tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các di tích lịch sử văn hóa quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Chiều ngày 24 tháng 7 vừa qua, đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động Thành phố do đồng chí Trương Hồng Sơn, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại Công đoàn Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố. Trong buổi làm việc, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và công tác tài chính công đoàn năm 2023. Qua công tác kiểm tra cho thấy, các công đoàn cơ sở đã chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng như đã xây dựng tương đối đầy đủ các loại sổ sách theo quy định, hồ sơ lưu trữ của công đoàn được đảm bảo, xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành, quy chế phối hợp với chuyên môn cùng cấp trên, chương trình công tác toàn khóa, hồ sơ chứng từ kế toán đảm bảo theo quy định. Vừa qua, Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước Cựu Chiến binh Gương mẫu giai đoạn 2019-2024, qua đó nhằm khơi dậy niềm vinh dự tự hào gắn với trách nhiệm của toàn thể cán bộ hội viên cựu chiến binh trong cơ quan, quyết tâm giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ra sức xây dựng hội vững mạnh toàn diện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội Cựu Chiến binh Cơ quan có 40 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội. Trong 5 năm qua, hội đã đạt được nhiều kết quả thiết thực và nổi bật, như mỗi năm đều đạt được 100% hội viên gương mẫu, tổ chức thành công Đại hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027,
thành lập 2 chi hội mới, tổ chức 8 đợt chăm lo cho hội viên với tổng số tiền là 87 triệu 800 nghìn đồng, tổ chức và vận động 400 lượt hiến máu nhân đạo trong hoạt động chia sẻ giọt máu hồng và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Tại hội nghị, các hội viên đã cùng nhau thảo luận trao đổi, đóng góp ý kiến, biểu quyết thống nhất với nhau về phương hướng, mục tiêu trong giai đoạn 2024-2029 để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng giấy khen cho một tập thể và một cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kính thưa quý khán giả, trong thời gian qua, bên cạnh việc nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, thì Liên đoàn Lao động thành phố luôn gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của truyền thống uống nước nhớ nguồn, thông qua việc duy trì đều đặn việc quan tâm, thăm hỏi các gia đình liệt sĩ công vận và các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố qua các thời kỳ. Đúng là như vậy đó Tấn Khoa. Hàng năm thì cứ vào dịp Tết Nguyên Đán và ngày kỷ niệm ngày thành lập của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố luôn tổ chức những đoàn thăm hỏi để bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, cũng như các đồng chí, nguyên cán bộ công đoàn đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn thành phố. Và nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã có những hoạt động mang ý nghĩa uống nước nhớ nguồn như thế. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi những hình ảnh ấy trong chuyên mục Chuyện chưa kể ngay sau đây. Vừa qua, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hậu Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi các đồng chí là nguyên chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tham gia đoàn thăm hỏi có đồng chí Võ Khắc Thái, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Tại tư gia của đồng chí Nguyễn Văn Tư, nguyên chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đoàn thăm hỏi đã thành kính dâng hương tưởng nhớ cố chủ tịch để bày tỏ sự biết ơn với những cống hiến của đồng chí trong công cuộc xây dựng và phát triển Công đoàn Việt Nam. Sau đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi các đồng chí Hoàng Thị Khánh, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Trần Thanh Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Ngoài việc thăm hỏi sức khỏe các đồng chí nguyên lãnh đạo Công đoàn Việt Nam, Công đoàn thành phố, đoàn công tác còn trao tặng những phần quà nghĩa tình, bày tỏ sự biết ơn đối với các đồng chí vì đã cống hiến hết mình vì Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tiếp nối chuỗi hoạt động, đoàn công tác do đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí cán bộ công đoàn thuộc cụm thi đua số 3 đã đến thăm hỏi 4 gia đình liệt sĩ công vận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm gia đình liệt sĩ Trần Văn Kiểu, liệt sĩ Nguyễn Văn Liêm, liệt sĩ Võ Văn Ngoạn và liệt sĩ Nguyễn Văn Dẫn. Đoàn thăm hỏi đã thắp những nén hương thành kính, tưởng nhớ công ơn của các liệt sĩ và gửi lời thăm hỏi, những phần quà nghĩa tình đến thân nhân của liệt sĩ. Tôi cũng là thay mặt gia đình để cảm ơn đến Liên đoàn Lao động năm nào cũng đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chúng tôi. Mặc dù là ba cô mất rất là lâu rồi, cũng bao nhiêu năm giải phóng rồi, nhưng mà công đoàn thành phố cũng giống như là công đoàn của quận từ trước giờ là những ngày lễ rồi thương binh liệt sĩ vẫn cứ đến thăm viếng và quà cáp cho gia đình, cho nên cô thấy đó là một cái điều mà rất là tốt, gia đình cô rất là cảm ơn. Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm hỏi và gửi những lời tri ân đến với đồng chí Lê Tú Cẩm, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, vì những đóng góp của đồng chí vào sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn thành phố. Các bạn hôm nay lại đến thăm, tôi là một cán bộ công đoàn đã nghỉ hơn nhiều năm, thì làm cho tôi là nhớ lại cái năm 84 là cái năm mà đầu tiên mà quyết định cái ngày 28 tháng 7 là ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đó, thì chúng tôi đã có liên tục rất nhiều hoạt động sôi nổi để làm cho công chúng hiểu được, làm cho công nhân lao động rồi hiểu được cái ngày 28 tháng 7 ý nghĩa của nó là gì. Thì là tôi như sống lại với những cái ngày tháng rất là sôi nổi đó. Và tôi thấy rằng đối với thế hệ trẻ hôm nay
là các bạn có nhiều cái ưu thế hơn chúng tôi thời đó. Nhưng mà chúng tôi cũng tin rằng là cái thế hệ trẻ hôm nay với những kiến thức có được, với nhiệt tình, thì chắc rồi cũng sẽ tìm ra được những cái bài học, những cái cách làm tốt để có thể thực hiện được cái chức năng đó của mình. Tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức 10 đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ công vận và nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố qua các thời kỳ. Những chuyến đi ấm áp nghĩa tình công đoàn là hành động thiết thực để công đoàn thành phố bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước và góp phần khắc sâu truyền thống tốt đẹp về đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn cho thế hệ cán bộ công đoàn hôm nay và mai sau. Đây là một cái hoạt động trong cái chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập công đoàn Việt Nam, và nó cũng là một cái hoạt động truyền thống của công đoàn thành phố trong cái thời điểm là kỷ niệm ngày thành lập công đoàn. Thì chúng tôi có kế hoạch là một là đi thăm viếng rồi dân hương dân hoa ở tại các cái di tích lịch sử, cái thứ hai đó là thăm các đồng chí nguyên là lãnh đạo của công đoàn, gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo của tổ chức công đoàn đã mất. Thì các cái hoạt động này đó là cũng nhằm trước hết là theo cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn của những người đi trước trong cái việc hình thành, xây dựng, vun đắp cho tổ chức công đoàn. Cái thứ hai là cũng giúp cho cái đội ngũ cán bộ công đoàn ôn lại cái truyền thống, rồi là tự hào với cái truyền thống đó, thì là phát huy cái nỗ lực cố gắng để tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thì hàng năm thì chúng tôi tổ chức các cái đoàn để đi thăm, trong đó thì có những cái nơi thì ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cũng có những cái địa điểm là nằm ở ngoài địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì công đoàn thành phố tổ chức các cái đoàn đi thăm. Năm nay thì chúng tôi có cái việc là giao thêm nhiệm vụ cho các cái cụm khối thi đua để cùng tổ chức tham gia cái hoạt động này. Nhằm giáo dục, gìn giữ truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đoàn đại biểu cán bộ công đoàn thành phố do đồng chí Võ Khắc Thái, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm trưởng đoàn, đã đến viếng dân hoa và dân hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu di tích lịch sử văn hóa Đình Bình Đông, quận 8, địa điểm hoạt động của Công hội Bí mật Sài Gòn, tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam do Chủ tịch Tôn Đức Thắng thành lập. Tham gia cùng đoàn đại biểu cán bộ công đoàn thành phố có các đại biểu thuộc Công đoàn Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia. Các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút tưởng niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người cộng sản kiên trung, đã dành cả cuộc đời vì sự nghiệp độc lập dân tộc, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Ngay sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã tham quan phòng truyền thống, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Từ đó, quyết tâm noi theo tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng của Bác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho người lao động. Kính thưa quý khán giả, hiện tại Quỳnh Hoa đang có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố trong không khí ý nghĩa của chương trình Thắp nến tri ân năm 2024. Trong chương trình ngày hôm nay thì Quỳnh Hoa có cơ hội được đồng hành cùng các đồng chí cán bộ công đoàn thành phố thắp nến tri ân nhằm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã đấu tranh, anh dũng hy sinh để bảo vệ hòa bình độc lập cho dân tộc. Xin kính mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình ngay sau đây nhé. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, nơi an nghỉ của gần 15.000 ngôi mộ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, các cán bộ công đoàn thành phố thành kính dâng hương và thắp nến tri ân đến các phần mộ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và dựng xây tổ quốc cho hạnh phúc của nhân dân. Mãi khắc ghi công ơn lớn lao của người đi trước trong tim, thế hệ cán bộ tiếp nối của công đoàn thành phố quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục nỗ lực góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Chương trình thắp nến tri ân do công đoàn các cơ quan, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, chi hội luật gia, cơ quan liên đoàn lao động thành phố tổ chức. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí cán bộ công đoàn thành phố đã làm lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các vị anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kính thưa quý vị khán giả, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tấn Khoa và Diễm Đoan xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát sóng lúc 7:40 thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.